Vâng, tôi vừa cởi quần áo ra và làm vài quả. Sân này đá thật là sướng. Các bạn nào đá ở sân Hà Nội, sân Thủy Lợi thì biết được cái sân này. Sân này rất là rộng, nhưng mà thuê thì hơi chát một chút. Nhưng mà các bạn có thể phô diễn kỹ thuật rất là tốt và cũng không ngại bị chấn thương. Chỗ này là chạy bứt tốc, rồi là nói chung là ban miếc các thứ là sướng lắm. Cỏ nó rất là êm và rất là dày, rất là rộng nhá. Tôi vừa đá vài quả, vừa tập đánh đầu vài quả. Thực ra là sân này là mình không được đá đâu. Không được đá đâu, nhưng người ta chỉ cho thuê thôi. Mình đá ở vùng ven ven thôi, và mình đá ở góc thôi thì có thể tạm được. Chứ còn thường là đá ở giữa sân là họ không cho thuê đâu. Không cho đá đâu. Và hôm nay mình ra sân thì mình quay cho bạn xem. Thỉnh thoảng mình sẽ quay một vài sân cho các bạn xem nhá. Ở kia thì đang có một đội bóng các cụ già. Vâng, chắc là cũng phải tầm U60 rồi. Đằng xa xa đi thì các bạn trẻ hơn. Đằng xa xa thì chắc các bạn hai mấy tuổi thôi. Sân này thì lưới cao này, không sợ bay ra ngoài này. Có bay ra đằng sau kia. Như ở bên hông bên ngang này thì có thể bay ra ngoài kia. Nhưng mà người ta có thể trèo tường ra người ta lấy được. Ở góc đằng này thì bay ra thì cũng không sợ mất bóng đâu. Nó chỉ mất thời gian một chút. Đây là sân bóng Thủy Lợi các bạn nhá. Hôm nay tôi ra sân bóng Thủy Lợi xem các đội bóng ở đây đá bóng ạ. Sân ở đây rất là đẹp. Sân này là sân cỏ nhân tạo và rất là đẹp, rất là phẳng. Nhưng mà nó hơi dốc ở phía giữa và nó thoải ở về phía đằng biên, bởi vì là có lẽ là thoát nước thôi. Nó cũng chưa được gọi là phẳng như kiểu là nó là một cái mặt phẳng, đúng không? Đây là họ vẫn có một cái đoạn dốc ở phía giữa. Sân này thì tập thì rất là tuyệt rồi. Ở phía sau là cái sân bóng chuyền. Đâu ra chơi tí về. Thank you.
Vâng, đây là ngoài đường pit. Bạn có thể nhìn rõ mặt sân rất là đẹp không? Và ở đây là cái hàng ghế thì các bạn có thể ngồi đây. Ngồi đây mà hôm nào trời nắng thì có cái tán lá nó cũng che cho. Có ô đây. Đường pit này cũng... đây không phải là đường pit, mà gọi là đường bê tông thì đúng hơn. Đường nhựa thì đúng hơn. Thì các bạn có thể ngồi góc này các bạn quan sát ở sân. Rất đẹp. Đây là những cái bảng mà giải bóng đá cái hay tổ chức ở đây. Không biết sân này là thuê bao nhiêu nhưng mà chắc là cũng phải 800 đến 1 triệu ấy. Sân này là sân 7 nhá. Còn cả chiều dài này sân 11 này. Đấy, hiện tại người ta đang cho thuê sân 7 đây. Oh!